món nộm đu đủ khô bò, một món ăn vặt yêu thích của tôi và tôi nghĩ là cũng của rất là nhiều người khác. Nộm đu đủ khô bò thì có rất là nhiều thành phần hấp dẫn trong đây, ví dụ như là thịt bò, khô bò, gân bò. Tuy nhiên có một sự thật đằng sau món ăn này mà không phải người tiêu dùng nào cũng biết được. Đây là nơi tạo ra sản phẩm khô bò đen bắt mắt, hấp dẫn trên thị trường. Nguyên liệu chính là đây: phổi, gan heo. Sau khi mua về, những nguyên liệu này sẽ được luộc với thuốc tẩy để làm mất đi mùi hôi tanh khó chịu. Tiếp theo, chúng được nấu trong những nồi dơ bẩn như thế này. Và trong chiếc nồi đó là những hương liệu tạo màu cùng với chất bảo quản để dậy mùi thơm và giữ được lâu. Mặc dù đây là loại hóa chất được quy định hết sức nghiêm ngặt trong thực phẩm vì những ảnh hưởng đến cơ thể, thế nhưng ở cơ sở này, chất bảo quản lại được sử dụng rất tùy tiện, không tuân thủ nguyên tắc số lượng nào. Khi tất cả đã xong, chúng sẽ không vào bao bì bảo quản mà lại tiếp tục nằm trên sàn nhà như thế này, mặc cho chó mèo thường xuyên qua lại. Vô trong đứng đi, đứng như vậy đứng. Gan heo, phổi heo biến thành thịt khô bò. Chuyện tưởng chừng như khó tin như vậy lại có thể xảy ra. Nhưng những nhà sản xuất, họ có những thủ thuật riêng. Vậy thủ thuật của họ là gì? Chúng ta sẽ cùng khám phá. Trong thế giới của những loại phụ gia, hương liệu, dù là bột hay nước, tất cả đều được quảng cáo là nguyên chất và có thể tạo được hương bò. Loại nào cũng có, tùy nhu cầu của người mua, giá cũng mỗi hàng mỗi kiểu. Nhãn mác ghi sơ sài, không thành phần, không rõ xuất xứ và không hướng dẫn sử dụng, nên mỗi người bán lại hướng dẫn một cách khác nhau. Nước thì mình dùng như thế nào? Dùng thông tự như là bột thôi, bột chỉ để pha ra, còn nước thì mình dùng cái nước chỉ uống cà phê đấy, chỉ có thể làm thôi. Sau khi mua được loại bột hương bò này thì chúng tôi sẽ thử tiến hành xem là liệu loại bột hương bò này có tác dụng như thế nào để có thể biến gan heo thành gan bò được hay không. Thì tôi có một đĩa gan heo thì có màu sẫm hơn và mùi thì cũng khác so với đĩa gan bò. Đĩa gan bò thì có màu đỏ tươi hơn. Và tôi sẽ tiến hành ướp bột hương bò này vào đĩa gan heo này để xem kết quả như thế nào. Chúng tôi sẽ tiến hành chiên miếng gan bò theo giống cái cách mà người ta sơ chế và làm món lộn gan bò. Đây là miếng gan bò. Còn đây là miếng gan heo đã được chúng tôi ướp bột hương bò cũng như là chiên qua. Có thể thấy thì sau khi chiên thì màu sắc cũng như là mùi của hai miếng gan này thì hoàn toàn là rất là giống nhau. Và chưa kể thì những người mà sản xuất thì họ ướp thêm nhiều loại hương liệu khác. Điều này thì làm cho người tiêu dùng rất khó có thể phân biệt được. Trong vai những người có nhu cầu mua số lượng lớn khô bò đen để bán gỏi, chúng tôi tìm đến ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Vì tìm ra những cơ sở chế biến cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần đi theo mùi thịt được nấu thơm ngất ngây bay ra từ các nhà trọ ở đây, việc mua bán cũng diễn ra hết sức nhanh chóng. 15 một ký. 15 hả? Ừ. 15, sao em nói 20 mà? Không có đủ hàng. Đủ là anh đưa cho em rồi. 15 à, 40. 600. Tại chợ đầu mối Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh, loại khô bò đen không được bán công khai, nhưng hỏi mua là có ngay. Giảm được bao nhiêu giá chị? Đâu là nói đi, em đâu biết, em chỉ hàng cho bán luôn. Quận 2. Bán về quận 2, bán bánh tráng trộn hay là anh bỏ? Tráng trộn. Dạ, của... bán theo trường học hả anh? Vâng. Bán theo trường học thì anh lấy lời 80.000 được rồi. Vâng. Giá chỉ từ 40 đến 80.000 đồng 1 kg, tức là rẻ bằng 1/10 so với giá khô bò thật. Rõ ràng trong câu chuyện phù phép gan heo, phổi heo biến thành thịt khô bò, lợi nhuận chảy vào túi của những người sản xuất, của những người bán hàng. Còn những thực khách của các quán ăn vỉa hè thì chẳng thể nào biết được họ đang ăn loại gan gì.